tiểu phẩm vượt biên trái phép lợi bất cập hại. Ê, Út, có người rủ tao qua Campuchia làm việc vơ. Tao tính cuối tuần này đi, mày đi chung với tao không? Giỡn hoài vơ, có cái giấy tờ nhập cảnh chưa mà đi cha nội? Khùng quá ơ, ngày nào tao cha đi đi về về mà có sao đâu. Ê, không được đâu vơ, làm vậy là bị bắt ơ, vi phạm cái pháp luật đấy, công an bắt vào tù đấy. Dốc qua mày, không đi thì tôi mắc chi hù nhau. Không có hù vơ, lát qua nhà tao uống cái rượu, tao nói cho nghe. Để cho bạn mình hiểu hơn về quy định khi sang nước ngoài để làm việc, Thạch Úc đã mời bạn về nhà chơi. Trong căn nhà nhỏ nhưng khá sạch sẽ, Thạch Úc đã chuẩn bị sẵn các món nhậu chờ Sơn Minh qua. Chà, mùi cá lóc đồng thui rơm thơm quá. Coi bộ cũng bén đây vơ. Ngon quá ơ, cái mồi thế này thì lát làm sao về nội. Cái rượu đế quê mình ngon quá ơ. Thế mày dự định đi sang cái Campuchia thế nào? Nói tao nghe vơ. Thằng Úc thêm vơ. Nó kêu có cái việc làm bên đó đang tìm người. Cái việc nhẹ, cái lương cao, làm vài tháng rồi về ơ. Rồi có biết cái việc gì chưa mà đi ơ? Bao nhiêu cái vụ lừa đảo rồi mà vẫn tin cái bụng à? Cái người quen mà, mắc chi người ta lừa mình. Thạch Úc, vơ, cứ cho là không lừa đi. Nhưng mày biết là qua đó cần có cái giấy tờ không? Phải có cái visa, cái giấy xét nghiệm Covid, cái giấy bảo lãnh từ Campuchia, cái bảo hiểm y tế và nhiều cái giấy tờ liên quan lắm ơ. Vơ, mình không cần đâu. Mình gần cái nước bạn, mình qua lại ghiết. Mình cũng hỏi cái người ta bảo không cần. Qua đó người ta đón mình ơ. Dạng ơi, việc đi lại giữa hai nước như thế đã không đúng rồi ơ. Mình đã đi sâu vào nội địa nước bạn và làm cái việc chui nữa. Nếu bị bắt, mày sẽ bị đuổi về nước và phạt nhiều tiền lắm ơ. Cái người quen bên đó bảo lạnh mà. Không phải lo cái bụng thê đâu. Uống chén rượu thôi. Mặc dù được Thạch Úc khuyên ngăn, nhưng có vẻ Kim Sơn Minh chưa hiểu được vấn đề nguy hiểm của việc vượt biên trái phép, hậu quả của việc lao động chui. Đây, mày coi đi vớ. Cái này là của bộ đội biên phòng cho tao, tao đã đọc hết rồi. Cái sách cái giấy gì đây? Cái tài liệu quy định cái xuất nhập cảnh, cái vượt biên trái phép. Tôi đi vớ, giờ tao nhìn thấy mày là tao vui cái bụng rồi á. Chứ tao không thích đọc cái chữ. Mày đọc rồi thì có gì nói cho tao nghe với. Bắt tao đọc là tao đi về á. Vớ, tao nói rồi đấy. Nếu không có đủ cái giấy tờ thì mày không thể qua bên đó được. Cái lao động chui lại gặp nhiều cái nguy lắm, như bị người ta quỵt lương, không được đóng cái bảo hiểm, còn bị bóc lột sức lao động, bị lừa gạt nữa, vì không được cái nhà nước bảo vệ đấy. Cái hành vi vượt biên trái phép, nếu bị bắt sẽ bị phạt tiền, nếu tái phạm sẽ bị xử lý hình sự, là bị đi tù đấy. Vừa, mày nói thật cái bụng không? Dàng ơi, mày đang cầm cái tài liệu đấy, về đọc đi ơ. Tao là bạn mày, tao phải thật cái bụng với mày. Mày làm được cái tiền, mày có cái gạo, có cái thịt ăn được thì tao mừng lắm. Nếu mày muốn đi thì chuẩn bị cái giấy tờ đầy đủ ơ. Tao hiểu cái mày rồi, hiểu rồi. Để mai tao hỏi thằng Út thêm xem sao. Dạng ơi, mày không hỏi thằng nào cả. Mày tin cái bụng tao đi. Không được để cái người lạ đó lừa. Tao còn phải ngồi uống rượu với mày ơ. Tao thật cái bụng, mày là bạn tao. Mày mà đi vầy là tao mất luôn cái bạn nhậu đó. Mày uống cái rượu đi. Tao tin cái bụng mày. Nhờ sự hiểu biết về pháp luật mà Thạch Úc đã giúp bạn mình tránh khỏi được những mối nguy hiểm, không bị vi phạm pháp luật. Việc vượt biên trái phép không chỉ nguy hiểm đến tính mạng con người mà ảnh hưởng đến mối quan hệ hòa bình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Từ chuyện của đôi bạn Thạch Úc và Sơn Minh để không vi phạm pháp luật bị các đối tượng xấu lợi dụng. Úc ơi! Mày ở đâu rồi ơ? Có nhà không? Thôi mày ơi, bữa nay bận rồi, tao không có đi lên bảng với mày đâu ơ. Thằng Thạch Úc ơ, vô đây nói chuyện với tao đi. Dạng ơi, mày vào đây. Mày nghe cán bộ nói chưa vậy? Thằng Út thêm bị công an bên Cam bắt rồi á. Tao lo cái bụng quá. Ủa, là nó vẫn đi vơ. Sao mày không ngăn nó? Thằng đó nó không có nghe tao á. Tao nói hoài mà nó cứ đi không có giấy tờ. Tao đã nói và đưa ra cái luật rồi mà. Chờ chắc nó sờ xanh cái mặt rồi á. Dạng ơi, sao mày lại nói bạn bè như thế ơ? Tao thật cái bụng mà. Ngoài thằng Út thêm ra, còn mấy đứa đòi đi nhưng tao giữ lại được hết á. Có mình nên nó à.
Nó còn nói tụi tao nhát cấy như con thỏ rừng. Giờ chắc cái bụng nó sờ lắm mà. Dâu vì bạn sang vì vợ, Kim Sơn Minh thấy mình thật may mắn khi có đứa bạn thân vừa hiểu biết lại tốt bụng như Thạch Út. Câu chuyện lan ra cả làng là bài học lớn cho rất nhiều thanh niên đi sang nước ngoài làm việc chui, ôm mộng đổi đời với lối suy nghĩ việc nhẹ lương cao.